Rồi, xin chào bà con. Hôm nay tôi có người bạn. Đấy. Đây, chúng tôi cùng đi tham quan cái mô hình nuôi cái tôm của tập đoàn Tân Hoàng ở tại Hà Tiên với quy trình hạn chế nấm đồng tiền. Đây, màu nước. Và quy trình này thì tôi cũng chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh YouTube của Huy Tôm Official. Chúng tôi hoàn toàn sử dụng quy trình vôi. Đây. Đây, tất cả các ao về màu nó tương đồng với nhau thôi. Nhưng việc quan trọng là làm như nào để hạn chế được nấm đồng tiền trong ao nuôi của mình thôi. Thì quy trình cũng giống như là ở trên những video tôi có chia sẻ. Đây, việc đầu tiên chúng ta cần đó là xử lý ao lắng cái đã. Mấy cái bồn này để chứa vôi hết. Đấy. Ủ vôi. Xả xuống. Quấn thường đêm không anh Quý? Ngày nào cũng đánh. Dạ. Bắn quấn ngàn đêm. Để cắt tảo thì dùng canxi vào buổi sáng. Ừ. Còn vôi nóng thì đánh bằng đêm. Hướng xử lý sao? Lấy nước thì sao? À. Lấy nước làm sao? Nó có cái này chưa làm, cái này đang phơi. Mấy cái ao này đang phơi đáy. Chưa có người làm đó. À, cái bơm nó thì bỏ nhóc vậy nè, anh nói nè. À, bơm nào? Tu ta đó, hãy tu ta nhỏ đó. Tu ta. Vậy bữa đem xe tải này có gì nó bỏ lụm về vài món về những tôm. Không, nấm đồng tiền thì quan trọng cái ao lắng thôi. Xử lý ao lắng quan trọng. Đây, vào đây là cái ao lần 2 rồi nha. Ao sẵn sàng nè. Ao sẵn sàng. Chỉ có vôi thôi mà. Tất cả cái ao này rất quan trọng. Nếu mà không xử lý nấm đồng tiền ở đây thì nó sẽ vào ao nuôi. Và đây là ao lần thứ 3 rồi. Lần thứ hai bên này bơm sang đây xử lý một lần nữa. Nguyên cái khúc ngoài này là xử lý 3 lần rồi. 3 lần vôi rồi. Đấy, đặt vôi. Cái này là canxi này. Ao này cũng xử lý vôi một lần này. Đầu ngoài đó. Ao này bạc luôn hả? Bạc đó luôn. Cái này cái hệ thống dưới nó dở, nó cực kỳ hết ra nè. Phồng hết lên rồi. Cái đáy của nó mình không làm khô được. Lúc trước mình làm nó bị sai. Cái ao này bị sai lầm. Với mấy ao này không biết không nước, ba cái dụng nước ở đất ở đây tôi làm tôi biết mà. Nó phật lên. Nó nước ao này mà ao kia cao hơn ao này là phật qua liền. Nó phật lên hết.
lấy nước từ đâu bên đó lần rồi đó hả? Hồ bơm qua này. Ao to đấy. Ao to bơm qua hệ thống ao này. Trong đó thì mấy bữa nay hình như là cái van này nó không chảy này Ngọc này. Cái van ở dưới ấy. Bây giờ phải ngay cái đầu chỗ cái ống kia nó có cái đầu ấy. Moi nó lên xả van thì nó chảy cái nước ở đáy bạt này ra. Nó có cái ống to đấy, ống cho 90 hay 110 gì đấy, 114 hay sao ấy. Nhìn xả thì nó mới chảy hết các bạn. Đấy, quan trọng thì là cấp vào hai ao này xong thì sang hai ao ấy. Hai ao sẵn sàng rồi này. Chủ yếu khúc này thôi để bơm vào. Và cái này quan trọng hơn, cái này ở ngoài thì mình phải xử lý nó, cũng 100 kg vôi đó. Mỗi thứ 100 kg ở đây này. Đưa đây là mình mới xử lý dịch cũng ở đây. Đúng rồi, bên này cũng vôi luôn, không dùng hóa chất đâu. Không dùng hóa chất luôn, vô hết hả? Không. Ở đây không dùng hóa chất đâu. Bỏ luôn, không cờ lo cái gì đâu. Không. Lo đắt quá. À, đánh cờ lo thì chết tiền luôn, thùng 3 triệu bạc. Đâu có 10 mấy. Bây giờ mình mua phải 17 18 đô. Cái lo Trung Quốc bao nhiêu nhỉ? Quên mẹ rồi, nhớ là thùng mấy chứ bạc mà. Cờ lo kia là cờ Ấn Độ mình nhập vào 30 000. 30. À đúng rồi. Ba mấy. Cờ lo 30 ngàn tí này. Còn đây xa là phải 5 mấy 60 cây. 1 triệu rưỡi một thùng. 30 40 vậy đây. Xài là không có xử lý nhiễm bẩn. Đấy, nó chuyên làm rồi. Nhưng mà có muốn kèm sinh ta theo để dược phẩm không? Tất nhiên là phải có rồi. À dạ hả? À, anti kỳ đồ lâu lâu phải có. Tại sản phẩm nó phải có. Cái đó và men vi sinh thôi. Alala đấy, Alala chảy nhiều mà. Lượt dài. Ở đây là giờ có dược phẩm cái rồi đua đây, đua sẵn sàng hết chắc. Tất cả không xử lý hóa chất, này có nghĩa là chút xíu cái này cho nó chạy lên, chút xíu là sáng mai là bơm nước vào thoải mái thôi. Mà có dược phẩm trước khi đi vào không? Không, chỉ thế thôi, chỉ như này là bơm vào ao rồi đấy. Ừ. Còn xe ta thì có muốn ngủ, muốn tiếp bằng luôn. Xe ta lâu lâu xử lý. Thì kỳ. Mày không xài chú bích đồng vậy chứ hả? Không. Còn bộ là do từ đâu vào tới đây hết là do thôi. Tôi muốn tôi lên đây ông tỉ nghệ tôi là một vụ nha. Học đi. Ok, anh lên đây. Giờ kiếm tôi kiếm rồi nha, hay là tôi lên sáng bây giờ một ngày tôi chở ông đi chở đi rồi đưa về chứ bây giờ ông cho mấy tiếng, một tiếng hai tiếng đó tôi tranh thủ. Mà sao làm sao mà đừng có nắm cho tôi là được rồi. Nắm về xuống đấy xem lại cái ao, tôi nghĩ là nước ấy thôi, nước xử lý ban đầu thôi. Dưới cái đống đồng tiền nó bị nhiều. Xem ban đầu nó có xuống tôi đâu mà bỏ ngày nó xuống bài có xuống đâu. Mà lâu buồn quá. Đã có hết rồi mà chưa đúng quy trình. Xài rồi hả? Có vẻ nắm như là luôn rồi. Có vẻ như là cái nước ở giai đoạn đầu này xử lý vôi thiếu, yếu vôi quá. Vậy là anh bên này anh muốn nhiều 100 kg đấy. 100 kg thì có thấm gì đâu. 100 kg cho thêm bao nhiêu khối? Ngàn khối. Ngàn. 100 kg ngàn khối nhầm gì tao không nhớ nữa. Nhưng mà chú tôi với em biết không, cái ao của tôi nhưng mà người ta đánh là 3 lần nữa nghe, cái này 100 này, qua đây 100 này, qua đây 100 này. Vừa xử lý cờ lo rồi, vừa xử lý dôi nữa. Nhưng mà cái anh nói giai đoạn. Hả? Nói giai đoạn này cho lấy nó cấp vô. Tôi thì đưa vô, tôi xử lý trực tiếp ngôi này ha. À. Xong quýnh vô, xong rồi đưa vô sẵn sàng mới cấp đi nữa. Là muốn nói là cấp vô ao rồi đúng không? Đây em đánh cái 3 giai đoạn mà bên đây đánh một cái một lần, còn mình đưa qua cái ao bên đây đánh một lần, rồi ao bên đây đánh một lần. Còn đang quấn luôn cái ao sẵn sàng, cái ao sẵn sàng tôi nó sạch như là ao nuôi. Không có đánh gì hết á. À, ao sẵn sàng này là hai ao sẵn sàng này. Và đây là cái cấp độ thứ 2 rồi này. Sang đây là thứ 3 này. Ao này thứ 3 này để châm vào ao nuôi này. Thứ 2 đó có thứ gì không? Không, chỉ có vôi thôi, chỉ có vôi hết. Cũng thứ hả chứ? Có nghĩa, 5 vòng rồi. Có nghĩa là vôi là ông cứ đi vòng tới thôi. Chỉ có vôi thôi. Còn bộ quy trình của anh xử lý là dâu với điện thôi. Dâu với điện thôi. Tại vì khi đi vòng đi, vòng qua tới đây, vòng qua tới đây cái nữa cũng dẫn dâu luôn, cuối cùng dẫn dâu luôn, mới cấp dâu nuôi. Không. Đừng sợ pH. 8-90 vô nhưng mà có tôm. Tôm chỉ nuôi đâu. Một cái thì pH nó xuống ngay mà. Dọc cổ nó tụt rồi. Không bao giờ sợ pH hết. Đánh thoải mái. Sợ con pH cao quá rồi khuẩn xâm nhập mạnh. Khuẩn nó có hả? Khuẩn gì?
thường là khuẩn nó có ảnh hưởng gì tới pH cao không? pH cao thì nó diệt khuẩn chứ. Diệt khuẩn luôn hả? Thì sao nó có lợi, sao nó đây pH cao quá nữa, người ta nó dùng lại tùy theo độ mặn chứ. Người ta dùng vôi để người ta diệt khuẩn mà. EHB là nó chết bởi bằng vôi mà. EHB là người ta dùng vôi để người ta xử lý. Nguyên dạng đó tôi bị EHB chưa? EHB dùng vôi, tăng vôi lên có nghĩa là vôi khả năng đang thiếu. Nên quy trình từ đó chưa chuẩn về vôi. Nguyên dạng ao thì nó bị dính EHB. Nha. Theo cái tính 1.000 mét khối nó đánh cho tôi 3 lần vôi. Ở ngoài cái ao lắng nếu mà nó nhiều nước mà nước sạch hơn thì không cần thiết. Nhưng mà 100 ký vôi đá và 100 ký. Là 300 ký. Nếu mà đi tới ao sẵn sàng luôn phải 300 ký cho ngàn. Lúc đầu rồi, đấy thì lúc sau này, nó cũng đánh cả 100 ký đấy thầy, nên nó chở xe ra đó. Có 100 ký à? 100 ký cho nó yếu. 100 ký vôi nóng, 100 ký vôi canxi. Nó đục như vậy rồi, chiều này, buổi sáng là nhìn nước nó trong vắt lại hết. Mấy trong mấy ao tôm nhìn thấy mồ dâu. Rồi trong ao còn đánh 7 ký nữa cơ mà, 5 ký, 7 ký tùy hôm. Đánh trực tiếp vào ao luôn. Này là ní nán ba nhàn đó. Đúng rồi, thì cái khúc đó ông ba nhàn không mà nuôi cho nó nhiều mà. Bây giờ ông ba nhàn ông lên ông lớn ông nuôi hết mà con. Lớn hỏi bên đây tôi không cành đâu ơi. Ở dưới này không biết ông còn nuôi không? Co đó phải không? Co là bơm nước lên để giải tạt vô xuống, khỏi dùng máy, khỏi tốn điện công tắc nữa. Mấy hôm trước của mình nó làm hết chứ. Đưa đây cho anh. Nếu mà xài được thì nó chuẩn hơn chứ, còn mình cũng còn tốn. Tốn tiền, tốn cát mấy kia lại. Nếu mà xài được thì chuẩn lắm chứ. Xài đúng dâu gì mà. Nghe thì phải nghe nông dân chứ, nghe kỹ sư thì chả chết. Rồi bây giờ kỹ sư mà không nghe nông dân quay vô đó kìa. Hả? Quay qua đó đi, không nghe nông dân nữa mốt, kỹ sư không nghe nông dân lỡ luôn cái bờ đó bây giờ. Nó đang chảy đây. Hôm trước nó bị làm, nó bị đấy. Cái này tạt có chứa gì đây? Đấy, đây này, diệt khuẩn ở đây nè. Cái này cũng là dạng lưu ta diệt bẩn, cái gì chị nắm làm tôi xài phi không anh mà nó... Của nó đó. Cũng có diệt khuẩn này đấy ha. Ừ, thì nó lâu rồi. Lâu rồi ha. Còn bây giờ là không có diệt nữa hả? Không, bây giờ cũng vẫn xài đấy thôi. Chủ yếu xài ăn TV Pro Santa đấy. Ừ. Nếu xài là xài cũng tự ao sẵn sàng luôn hả? Ao sẵn sàng cũng xài nữa, lâu lâu. Là bây giờ không xài luôn, xài bằng đồng nữa vậy? Ừ, lâu lâu thì xài thôi. Nói chung là định kỳ. Rồi lúc mà vậy khoảng nửa tháng. Lúc mà nuôi tôm á, lúc mà đem nước vô tôm rồi là diệt khuẩn nó thôi. Trong ao ấy hả? Ừ. Trong ao cũng diệt khuẩn nhưng mà định kỳ. Ừ. Chủ yếu vi sinh thôi. Đặc biệt là không xài hóa chất luôn. Không. Mới vụ này hay là trước giờ làm vậy không có gì. Hỏi gì hả? Nó kiểm tra lại cái vôi, lượng vôi. Tại ông đẹp mà ông đi dẹo không à. Ông có luyện công, ông có luyện công. Tại ông luyện công nhưng đi dẹo không à. Ông hỏi dạo có luyện công à. Lên đây, bà luyện công được. Đấy, bà lên đây học nuôi tôm, tôi luyện công à. Cái này dễ quá trời vậy. À, còn không nuôi được đi làm gì? Cái quy trình này có cái gì phức tạp đâu. Hạn chế mọi thứ nhiều mà. Vi sinh thì tiết kiệm luôn. Sao mà ủ vi sinh luôn. Nhiều dưới ra mà chưa có thả tôm qua hả? Có người đâu thả. Ăn Tết xong rồi. Tí là canh về dưới là vậy ta, hết dịch chứ. Hết dịch. Hết dịch. Dịch về cũng ăn thành mới rồi. Lấy nước đây lên là tôi nuôi luôn cái còn gì nữa. Ao nhóc hết trơn. Hay là tôi với bà lên đây hùng nuôi chiến chứ hoạt động dành chiến về nó không không có tôm rồi quýnh nước lá nào nào mất có tốt tiền thôi. Nào gì đây mới thả à? Mới thả luôn nha. Mấy ngày chứ em thả giờ bữa em sang ra hết luôn hai ba ngày. Ở đây chính là thả giống của ai vậy? Vừa rồi thả con lợi đen à, giống con lợi cũng được lắm nè. Lợi đen cái lô mới thả này thả của ấy thả của đồng. Nói chung mấy ngõ thì cũng giống vậy. Đúng rồi. Giống rồi. Giống rồi. Đã nó giống rồi. Mẹ có cái loại là 35. Mà đưa về người nuôi. Có cái loại 25 đồng á. Mình mua về mình nuôi vẫn được nữa. Đấy chị.
cái loại này cũng phải 45 đồng phải không? Cũng 45 50 đồng rồi. 75 chứ, 80 thôi nha. 75 80 mà nó 100. Được. Đấy chị coi đi. Như ngày ai? Đợt này hơi chậm 4 mấy ngày. Mùa này chậm. Mấy bữa nay mới thấy lột nhiều này. Bữa nay có nắng lại, mấy bữa nay hai bữa nay lạnh quá. Lạnh, buổi sáng lạnh. Mới cả nó đồng này tôi đi được 3 đi được. Đợt về rồi nó. Đợt nó căn nó giảm thức ăn đó. Căn sát thức ăn mà. Nhiêu ngày? Hơn 40 ngày rồi. Chậm ha, đằng này vậy. Chậm lắm. Mà đúng vậy. Tôm lần này nó căn thức ăn hơi thiếu, nó hơi chậm hơn. Bên đây bay lâu rồi, cho mấy vậy nè? Bằng nhau hết, bao này bằng nhau mà. Bao giống nhau. Hôm nay lột nhiều. Bao hôm nay lột hết. 200 250. 250 đầu con đó. Đầu con. Ủa, ao này nhiêu? Ao này 700-800 mét. Đúng rồi lên. Ôi, đâu được, ao này nhỏ mà. Ao mình ngàn như thế bự hơn nhiều mà. Ao này còn 700. Này tháng này tiền điện có nhiêu anh? Bình quân khoảng 30. Tôi là 30. Tháng bây giờ ít là 15 triệu. Còn tháng nhiều 4 mấy triệu, 50 triệu. Tôi cũng thích là mấy cái cầu này, mấy cái dây điện này nè. Ừ. Ôi giời, mấy thằng nó câu nó đè thẳng xuống. Để phải xài cái dây ấy hết mới được. Thức ăn còn nhiều không? Bên này bự hơn bản đó gì à? Bằng nhau, bên kia ta bự. Bên này đẹp hơn. Không phải đâu. Bên này nó cho ăn tôm nó vào nhiều hơn. Bên kia nó cho ăn tay. Tôm bóng hơn. Ao này tôm bóng. Ao này cái nước nó cua. Nuôi cua chết mẹ hết. Cua lột, nuôi cua lột rồi cuối cùng chết hết. Thì kể ra thôi chứ. Thì mình nuôi cua mình chết thì mình bảo chết chứ có vấn đề gì đâu. Quay đây chỉ ấy thôi chứ đâu có nấu đâu hả? Nấu là về mình nấu sao hả? Nói chứ. À, nấu vậy là dính luôn hả? Dính hết chứ. Mày thì nấu là về dính hết rồi. Vấn đề gì đâu? Nãy giờ tôi đâu nói gì đâu. Nói gì cũng được. Vấn đề gì đâu? Lúc nói nãy chưa mà, chưa quay. Mùa này nó hơi chậm, nó giờ được rồi. Mở cái tít ngoài ạ. Ngoài ép thức ăn vừa rồi, ép thức ăn quá đâm rồi nó chậm hơn bình thường. Hai ao làm nhiều kiểu màu nước này hơn là tôm nào đẹp chứ. Thức ăn còn nhiều. Con được một người yếu chút thôi.
đẹp, rồi qua mùa lạnh này vậy là cũng tung tôm lại rồi. Rồi kỹ sư với nghe nông dân nha, bắp mấy đầu lên nè, để thức ăn vào vô đó dơ lắm. Cái đầu nó bị hoài chứ. Đấy, phốp rồi, đây, vào đây. Nó trộn mấy cái thuốc của mình thôi chứ có thuốc nào đâu. Baragan chủ yếu, yếu gan với baragan thôi.